Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị từng lái xe nhá. Lúc đầu ngài là quân đội Ba Lan, rất thích lái xe, lên làm giám mục Cracovia không ai cho lái nữa, đi đâu cũng có người lái, ông thích lắm cái bằng còn đó. Rồi lên làm giáo hoàng lúa luôn không được lái. Rồi mà ngài rất thích lái xe. Mà một hôm xe lái ra khỏi điện Vatican, khỏi cái đám lính Thụy Sĩ đó, cái ngài vỗ vỗ ông tài xế, là vì mỗi thứ hai ngài đi xuống cái Castel Gandolfo, là cái nơi nhà nghỉ mát của Vatican, cách đó mười mấy cây số tôi quên rồi, cạnh cái hồ đẹp lắm. Thế thì là ngài vỗ vỗ là ông tài xế, nó dạ bẩm Đức Giáo Hoàng muốn gì, xuống xuống tôi lái. Xuống, ông kêu vâng lời, mở cửa ra sao ngồi, ngồi ngay chỗ tôi nè. Xong rồi ngài lên bắt đầu lái lại Chúa. Ngài đâu có biết luật lệ ở Roma nó nhiều đường một chiều. Ngài đâm vào một cái đường một chiều chạy tỉnh bơ, cái ông này đằng sau không dám nói gì hết đó. Mà tai họa nó đến là vì hai ông hiến binh ở bên Roma, nó là gendarmerie, nó dữ hơn cảnh sát nữa. Hiến binh nó thấy nó mừng quá, là đây. Xong nó nhìn vô xe, cái hai anh lấy máy gọi nhau, sếp một chiếc xe vi phạm luật có nên phạt không? Sếp nói, nó vi phạm luật gì? Nó đi đường ngược chiều thì phạt đi. Dạ không dám phạt, là vì tài xế của nó là giáo hoàng. Vậy cái ông ngồi sau phải là Chúa chứ gì nữa. Là thế là giáo hoàng.